Chào anh chị em nha. Nay mình tư vấn cho mọi người làm giùm hệ. Đầu tiên mọi người bắt đầu bước vào làm giùm hệ thì mọi người phải làm những nhôm nào mà nó thông dụng nhất nhé. Còn những hôm hệ mới bây giờ thì chúng ta phải yêu cầu cần máy móc rất nhiều. Thì bình thường chúng ta sẽ về cần máy dập nhảy cây nhảy nhé. Nếu mà anh em đầu tư ít thì chúng ta đầu tư nhỏ thì mua máy dập keo nhảy của hệ Việt Pháp nhé. Thì đây mình giới thiệu với mọi người máy dập keo nhảy hệ Việt Pháp. Thì đây là máy dập keo nhảy của hệ Việt Pháp này. Dập cơ nhé. Thì trước mặt mọi người đây là máy dập keo nhảy Việt Pháp, mình sẽ giới thiệu mọi người mua hai máy cũng như là chức năng của nó như thế nào. Thì chúng ta đầu tư ít thì chúng ta đầu tư máy này hệ Việt Pháp, mà hệ Việt Pháp là hệ thông dụng nhất của nhôm kính nhé. Từ đầu tiên là ngày xưa là Việt Pháp với Sinh Pha là hai hệ là đứng đầu bảng đấy. Sau đó bây giờ chúng nó sẽ ra loại nhiều loại nhôm, bây giờ đa số là những nhôm sản xuất trong nước nhé. Đó. Thì hệ này thì cái máy dập cái nhảy hệ cơ này thì chúng ta có chức năng là dập cái nhảy của hệ Việt Pháp hoặc là dập một số ke của PMA hiện đại nhôm mới bây giờ đấy, này cũng dập được. Thì hệ Việt Pháp nó có những như thế nào? Thì hệ Việt Pháp này nó có hệ là 450 nhé, 450 dành cho cửa đi, còn 4.400 dành cho cửa sổ, và cánh lùa 2.600 nhé. Lùa 2.600 là lùa kiểu ngày xưa, lùa 2.600 rất là đẹp. Và hệ ba cây nữa, hệ ba cây bây giờ thế là có thể dập bằng máy này được nhé. Hệ ba cây của Việt Pháp, Việt Ý đấy, hoặc PMA lùa 33 nó cũng dập được. Đây mình sẽ giới thiệu mọi người. Đó, đây là máy chức năng của nó từng công đoạn nhé. Đây thì nó có chức năng của nó là dập gân khung bao này, dập ke nhảy 450 này, canh Việt Pháp, ke nhảy 4.400 Việt Pháp, cái dùng ke 36 nhé. Đấy, lùa 2.600 này. Đó. Đây là thoát nước, thoát nước khung nhá, thoát nước cánh nhá, thoát nước khung này, dập móc ở cây lùa 2.600 này. Đó. Thì đây lưỡi của nó như này, đây là cái lưỡi dập thoát nước khung này, khung bao này. Đó. Đó, đây là dập thoát nước của ấy nhá, cánh nhá. Chức năng của nó là dùng cơ thì chúng ta sẽ cho một thanh ống sắt vào đây, chúng ta dập xuống. Đấy, khi mà chúng ta dập như này thì nó sẽ xuống. Đó, cái ống này là rất là bền. Nếu mà anh em dùng máy hơi có thể là rất trục trặc, nhưng mà máy này là kiểu máy ngày xưa, giờ bán cũng phải là 4-5 triệu nhé, 4-5 triệu một máy. Nó có hai nò xo hai bên này. Đó. Đây này, đây là cái chức năng của cái này là dập khung bao lùa này, của cây móc 2.600 đấy. Chúng ta dập cây ngang 2.600, chúng ta đâm cây, có cây đứng vào đấy. Đó, dùng cái đấy. Còn đây là dập cái này là dập ke nhảy Việt Pháp 4.400 này, 450 này. Đây là cửa sổ, ở đây là cửa đi, còn đây là cửa sổ. Chúng ta dập BMA được nhé, BMA cửa sổ hoặc cửa đi được đâu được. Đây là lùa của 2.600 cây đứng, cái này lưỡi này là lùng 2.600 cây đứng này. Nó là lùa cây móc, lùng của cây móc nhé. Đấy. Móc cây đứng khác của 2.600 là cây móc cây đứng.
cây ngang, móc đứng ngang trên ngang dưới 2006 đấy. Thì lùa 2006 bây giờ nó ít nằm, chủ yếu là lùa 3 hệ 3 cây. Lùa hệ 3 cây thì chúng ta dùng máy này được. Đó, lùng móc to này. Ở đây nó ở bên trong nó căn chỉnh dưỡng sẵn rồi nhé. Căn chỉnh dưỡng sẵn chúng ta chỉ cần đút kịch vào thôi là chúng ta đập. Mà mình sẽ lấy một cái mẫu mình cho mọi người xem nhé. Đây. Đây là cây Việt Pháp 450 nhé. Đấy, Việt Pháp 450 chúng ta khi chúng ta chém ngoài xong ấy, chúng ta ngửa cái mặt phẳng lên trên. Đây là cho vào cái cây thanh của cây chức năng của cây cửa đi 450. Chúng đút kịch vào. Đó. Kịch vào trong kia. Đấy. Chúng ta dập xuống. Đây mình chưa có cái đoàn nên mình không dập được. Có cái đoàn mình dập được. Đây này. Chúng ta sẽ đặt vuông góc của cái tâm của cái lưỡi dập ấy. Chúng ta dập xuống. Tạo thành hai lỗ đây nhé. Cái cây Việt Pháp này nó có cái đường gân ở giữa này, này. Chúng ta căn chỉnh sao đúng cái tâm của cái lưỡi dập là ok. Dập xuống. Đó, đây là cây cửa đi. Còn đây bên là cửa đi PMA nhé. PMA là nó dùng cây 36 đây. Khi mà chúng ta chém mòi xong thì chúng ta cũng đút vào. Đó. Chúng ta đút vào đây. Đó. Đút là chúng ta dập thôi. Đó, đúng cái tâm này. Thẳng cái tâm của cái lưỡi này. Đó, dập xuống. Chỉ vào hai ke này, chúng ta chém mòi xong chúng ta rút được chúng ta dập. Đó. Còn đây là lùa, lùa PMA đấy cũng dập được. Đó. Lùa thì rút vào cây chức năng của lùa cây cửa sổ này. Đó, rút vào đây. Đó, rút kịch vào. Dập hai lỗ đây là bắt ra nhảy. Đó, máy này nó rất là đa năng. Máy này nó đa năng mà nó rẻ nên là chúng ta mua về chúng ta phục vụ nhu cầu là cơ bản nhé, cơ bản nhưng mà có thể làm được hết hệ dập 4 hệ bộ Việt Pháp là toàn bộ hệ Việt Pháp này, hệ PMA cũng được làm được. Đây nó có những cái lỗ này, chúng ta muốn dập hay nào chúng ta sẽ chế vào đây nữa. Chế vào đây là lắp lưỡi dưới bên dưới này. Như đây là có 1, 2, 3, 4 lỗ này. 4 lỗ này chắc là chưa nghiên cứu ra thì nó vẫn để trống đấy nhé. Có thể là dập sinh pha đây. Nó này có thể dập lưỡi của ke sinh pha chẳng hạn. Ke vĩnh cửu đấy, bắt ke vĩnh cửu thì chúng ta sẽ chế lưỡi ke vĩnh cửu ở đây chúng ta dập tại sinh pha. Đó, rất là đa năng. Mà nó tiện. Khi chúng ta bây giờ mua trên thị trường bây giờ. Trên thị trường bây giờ là máy dập 17 dao ấy là tầm 7 triệu. Đấy. Về máy này nó tầm 3 triệu rưỡi thôi. 3 triệu rưỡi nhưng vẫn dập được. 17 dao kia thì dập PMA. Việt Pháp. Đó. Sinh pha. Còn lùa Việt Pháp hệ 93 thì không dập được. Lùa 93 thì 93 này nó có dùng dao riêng nhé. Mình dùng loại này là được rồi. Ok anh em có gì thắc mắc cứ hỏi mình nhé. Mình sẽ trả lời ở phần mô tả nhé. Chào nha. Máy này thì nó có 4 cái chân. Cao lên tầm 7-80. Chúng ta dập có lực hơn. Nó rất là nhỏ gọn thôi, dễ dùng, dễ sử dụng. Nếu mà anh em dập máy hơi cũng được. Dập máy hơi thì chúng ta phải đầu tư nhiều. Máy hơi này chúng ta phải đầu tư máy này, máy 7 triệu. Mà đầu tư một cái máy hơi nữa phải 10 triệu nữa. Chúng ta làm nghề chúng ta phải đầu tư máy hơi tầm 10 triệu. Máy dập mà cơ hệ hơi nó phải tầm 9-10 triệu nữa. À 20 rồi. Mà cái này có và triệu rưỡi thì đừng có đơn giản đúng không, nhập được có đơn giản. Đó. Thì chúng ta cứ linh động, chúng ta sẽ nghiên cứu và phục vụ nhu cầu là cơ bản nhé.
Nhưng mà dù yêu cầu cơ bản là hệ Việt Pháp mà hệ một số hệ đơn giản chúng ta sẽ làm được. Không phải quan trọng là hệ sinh xa nhé, hệ sinh xa thì nó có máy của nó riêng nữa. Ok anh em nhé.